Thanh Khang và Nhật An mến chào quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với thanh tra của Mark Home có một chuyến thanh kiểm tra tại Bến Cát, Bình Dương để đến với công trình của nhà anh Khánh. Đây là một công trình nhà 2 tầng mái Thái mang phong cách tường cổ. Công trình này thì lúc trước là đang trong quá trình thi công phần móng thì chúng tôi cũng đã từng dẫn quý vị chúng ta đến tham quan một lần rồi. Ngày hôm nay thì theo chân đội ngũ thanh tra thì chúng ta sẽ đến để kiểm tra xem đó chính là hiện tại công trình đang thi công như thế nào, cũng như đội ngũ thợ xây thi công có đảm bảo chất lượng hay không. Bây giờ thì không chờ gì nữa, chúng ta hãy tiến gần hơn đến công trình và cùng nhau tham quan công trình hôm nay nhé. Với công trình nhà anh Khánh thì như quý vị có thể thấy là hiện tại đang trong quá trình thi công phần thô nhé. Ở phía bên ngoài này thì quý vị có thể thấy là đây là xi măng này. Chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là xi măng Vsem của Hà Tiên. Đây là chủng loại xi măng đã được gia chủ và công ty đã thống nhất ngay trong bản dự toán rồi. Và thông thường thì những công trình ở miền Nam thì người ta rất là chuộng sử dụng xi măng Hà Tiên quý vị, đảm bảo được cái chất lượng cao. Ở đây thì sẽ là phần cát nè. Cát xây thì chúng tôi cũng sẽ là cát vàng nhé, và sẽ là cát tuyển chọn và yên tâm là chúng tôi sẽ có ray để mà sàng lọc tất cả những cái đá hay như thế nào đó để mà chúng ta có thể là có cái cát chất lượng tốt nhất khi mà sử dụng ở trong công trình. Phía bên này thì sẽ là gạch quý vị. Gạch thì chúng ta sẽ có là gạch loại là hai lỗ ở đây. Đây là những cái loại gạch hai lỗ. Còn phía bên này này sẽ là có nhiều cái loại gạch khác, có thể là gạch 4 lỗ ở những cái vị trí này nữa. Thì gạch xây thì chúng tôi cũng sẽ thường sẽ lựa chọn là gạch loại 1 ở địa phương, có thể là gạch tuy neo rồi đúng không nào, hoặc là một số vùng thì nó có những cái loại gạch riêng giống như là có gạch Đồng Nai nữa, thì chúng tôi cũng sẽ lựa chọn gạch tốt ở địa phương để có thể là xây dựng quý vị. Đơn giá thì chúng tôi cũng thể hiện rất là cụ thể ở trong bản dự toán của công trình. Gia chủ có thể lật dự toán ra và chúng ta xem là ngôi nhà của mình với cái trọng lượng như vậy, với cái tải trọng như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu gạch, bao nhiêu cát, bao nhiêu xi măng thì chúng ta đều có hết nhé. Còn với công trình chính nè, thì quý vị có thể thấy là đang trong quá trình là thi công phần thô, cụ thể là đang xây về cái phần sàn mái ở phía bên trên ha. Đây là một công trình được thiết kế là mái Thái phong cách tân cổ, thì nó cũng khá là to. Với tổng kích thước là như thế nào? Chiều dài công trình là 18,17m, chiều rộng sẽ là 10,5m và tổng diện tích thiết kế công trình này là tầm khoảng 230m2. Về chiều cao thì bởi vì phần mái chưa có thi công xong, nhưng mà trên bản vẽ nha, có song không đỉnh mái sẽ là 13,6m, sàn tầng 1, sàn tầng 2 là 4,2m và sàn tầng 2 đến sàn mái bên trên là 3,9m. Đây là cái chiều cao gọi là khá là vượt trội đấy quý vị, bởi vì một số những công trình khác thì quý vị biết là tầng 1 là tầm 3,9, tầng 2 là 3,6, nhưng mà riêng công trình này thì tầng 1 lên 4,2, tầng 2 là 3,9 luôn nè, nó có độ cao nó tăng lên. Và những công trình mái Thái thì bản thân nó đã cao rồi, bởi vì cái phần mái ở bên trên đó quý vị thường lúc nào cũng đẩy lên so với mái Nhật hoặc là mái Bằng đúng không nè. Và mái Thái đó quý vị thì chúng ta cũng có một cái lưu ý nha, là khi mà quý vị lựa chọn mái Thái cho công trình của mình á, thì thường là cái chi phí mà chúng ta bỏ ra so với những công trình mái Nhật cùng diện tích thì mái Thái nó sẽ đắt hơn. Đây là điều mà chúng ta cũng phải cân nhắc, bởi vì chính như tôi nói là nó cao hơn như vậy cho nên là đòi hỏi là nhân công nè, phải là những cái đội thợ riêng biệt. Rồi thứ hai đó chính là về cái thời gian thi công thường nó cũng sẽ lâu hơn. Rồi những cái vật tư, vật liệu chúng ta sử dụng, ví dụ là ngói, chúng ta lợp ngói hoặc là tô như thế nào đó, nó cũng phải nhiều hơn. Do đó thì thành ra thì gọi là sao? Tức là cái giá tiền nó cũng sẽ đôn lên hơn so với những công trình là thuộc dạng mái Nhật. Cho nên là quý vị cũng lưu ý vấn đề này, chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho gia chủ rất là kỹ nhé. Và trong cái giai đoạn này là quý vị là đòi hỏi là đội ngũ thợ xây phải rất là tỉ mỉ. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng ta cũng đang tạo hình, quý vị thấy là có những cái đường cong, hay là ngay đây có kiến trúc vòm nè, những cái đường cong, rồi chiếc cột thì sẽ là cột trụ tròn. Đây là nét của tân cổ điển và nó khó đi thi công nha. Nếu mà so với nhà hiện đại thì những cái chi tiết nó khó hơn, cho nên là thường thì nhà tân cổ một lần nữa nó cũng giống với mái Thái vậy đó, là nó cũng sẽ đắt hơn so với nhà hiện đại. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn rất là kỹ cho gia chủ trong quá trình thiết kế và thi công.
Thông thường khi quý vị làm việc với công ty chúng tôi thì nếu như quý vị chúng ta thiết kế và thi công trọ gói luôn thì chắc chắn là đội ngũ thanh tra sẽ có thể kiểm tra thường xuyên, có thể kiểm tra online nè, sẽ có cái nhóm làm việc sẽ báo tầm khoảng 2-3 ngày là báo tiến độ lên rồi. Rồi thứ hai là sẽ đến trực tiếp công trình giống như thế này để có thể là kiểm tra xem là đội ngũ thợ họ thi công như thế nào. Và ngoài ra nếu quý vị chỉ thiết kế mà không thi công thì sao? Thì chúng tôi sẽ có đó chính là 2 lần thanh tra giám sát miễn phí dành cho gia chủ. Đây là điểm cộng rất lớn công ty so với những đơn vị khác trên thị trường. Và đó là tổng quan bên ngoài công trình này ha. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị theo chân thanh tra của công ty thì kiểm tra một vòng xem là công trình thi công có đảm bảo chất lượng hay không. Chào tất cả quý vị, hôm nay là bên công ty Max Home có lịch tới thanh tra nghiệm thu cái phần sắt thép sàn mái của công trình Anh Khánh ở Bình Dương. Chào anh Tân. Chào anh. Giờ hôm nay công trình mình hiện tại đang làm tới giai đoạn nào anh? Mình đang làm tới phần sắt của máy sàn. Sắt của máy, là mình đi xong hết chưa? Đi mình đi cũng gần xong hết rồi. Gần xong. Rồi ok, bây giờ em sẽ kiểm tra sơ bộ ở dưới cái tầng 1 này trước. Đây, vì đây là vị trí của hai cây cột của sảnh chính. Đúng rồi. Thì nhìn về mắt thường thì quý vị thấy là cái tổ đội thợ này đổ cột này rất là ok, rất là chuẩn, không có hiện tượng bị rỗ và nhìn bằng mắt thường là rất là thẳng. Đây tiếp tên rồi, ở trên đây là cái máy vòm. Đây cũng vậy, quý vị nhìn thấy là hầu như là không có hiện tượng bị rỗ. Ở đây là chứng tỏ là tổ đội thợ là làm rất là kỹ. Ở đây là cột 200. Hiện tại công tác xây tường ở dưới là tổ đội làm cũng đúng kỹ thuật. Như quý vị thấy là ở đây là cái tường công trình, ở đây là tường bao 20. Cho nên là mình xây 5 hàng gạch dọc, là mình sẽ có một cái hàng gạch quay ngang để mình khóa cái tường lại. Đây tổ đội làm rất là chuẩn. Và đặc biệt phía trên là cái lanh tô, ở đây là ô cửa, này là 3 mét không anh? Cái nhịp này là 4.2 là tim là 4.2. Không, đang có cái cửa đây. Cái cửa 2.7 anh. 2.7. 2.7 hiện tại là tổ đội thợ là đang cho đổ lanh tô 20 luôn. 2.7 thì thông thường là nếu mà đúng theo thiết kế thì đổ chừng 16 phân đúng không? 16 17 phân. Đúng rồi. Ở đây mình đổ lên tô 20 luôn. Ngay còn đây là cái vị trí ô cửa sổ. Thì ở đây chỉ đổ lên tô 10 thôi. Đây là ô cửa nhỏ. Rồi tiếp bên đây là cũng một cái ô cửa sổ lớn. Nhưng mà ở đây anh đổ lô lên tô cũng chỉ có 10 thôi đúng không? 10 nhưng mà em có xài sắt 16. Ở đây ngay cái bệ cửa này là anh nhớ là cho xây một cái hàng gạch cho nghe khóa lại nha, khóa cái tường này lại. Đây hiện tại là những cái ô cửa bên kia thì đúng rồi, nhưng mà hiện tại là bên cái mé bên đây anh thấy chưa có cái hàng ngang để khóa cái tường lại. Sao anh cho anh em xử lý là có, xây cái hàng gạch báo bên thợ rồi. Đây ở đây là cái ô cửa của sảnh phụ, ở đây là anh em cho đổ này chắc 25 hả? Có khi đổ cao hơn cũng không chừng anh, nói chung là đổ cũng khá cao. Đây là 25 phân luôn. Đâu đây là 25 phân. Ok. Còn ở đây là ô cửa của khu vực bếp. Đây như quý vị thấy ở đây là bên cái bản từ bên đây thì các bác thợ là xây cái hàng gạch quay ngang để khóa cái chỗ cái bệ cửa này là ok nè, đúng kỹ thuật này. Hiện tại chỉ còn cái mảng tường bên kia thôi. Thì anh Tân báo với anh em cho xử lý lại nha. Rồi rồi. Đây là cửa hậu phía sau. Hiện tại thì đổ lên tô 10. Ở trên này chưa tháo cái bạc ra cho nên là chưa có kiểm tra được cái phần bê tông là đổ có đạt yêu cầu hay không. Không, anh chỉ cần nhìn mà mấy cái điểm mà bị vơi ra là anh biết rồi, bê tông sàn mà.
Nhưng mà ở đây hiện tại là em thấy anh đang chống chống giữa dầm thôi chứ giữa sàn chưa có chống. Đúng rồi anh. Thì anh cho bổ sung mấy chiều mà kiểm tra mình mới tăng cường thêm mà. Đúng rồi, tăng cường mấy cái ô giữa sàn để cho nó đảm bảo công tác thi công bên trên nó không có bị bỏng sàn. Trong nhà này là cột 300, cột 300 200. Có khi hơn 300 nha. Có khi nó đây, đây, 30. Có mặt nó phải hơn một tí. Đây 22. Cái cầu thang này là thấy chám nhiều quá là có bị hở thép không anh? Không anh, có nó chỉ bị rỗ giống như mấy điểm này. Đây nó bị hở mấy cái đá đó. Nó hở đá nhẹ. Tại vì cầu thang nói chung đổ nói chung là đổ cũng hơi khô. Nói chung mình đổ sao mà đừng có để cho nó đừng có để nó hở thép là được. Có sử dụng con kê đầy đủ đúng không? Có anh. Đây, anh thấy cái chân của con kê kìa. Đây cái gì anh thấy đây là có cái cục kê đây. Đúng rồi. Để cho đảm bảo cái phần thép nó không có bị chạm cái đáy cấp pha. Nó không có bị hở thép. Ok, giờ anh em mình tiến lên cái sàn máy để nghiệm thu cái phần sắt thép đi. Sau khi quá trình mà lên kiểm tra cái sàn sắt thép sàn máy của đội thợ thì đánh giá là tổ đội là thi công đúng thiết kế đúng kỹ thuật, thì anh cố gắng là lưu ý có những phần em nhắc cái phần sắt tăng cường á trước khi đổ bê tông là anh kê cho nó cao lên để cho nó được chịu lực tốt hơn. Rồi, cảm ơn anh, chúc anh em sức khỏe tốt để mà hoàn thành công trình đúng tiến độ giao cho chủ đầu tư nha. Cảm ơn anh. Thanh Khang đây, là anh Tân, là giám sát thi công của công trình này. Ngày hôm nay thì em cùng với đội ngũ thanh tra của Mắc Hôm xuống đây cũng có vài câu hỏi muốn hỏi anh cũng về công trình này nha. Không biết là công trình này hôm nay mình đã cho đội thợ triển khai phần nào vậy anh? Hôm nay là mình đang triển khai phần mái sàn. Dạ, phần mái sàn, nghĩa là làm sàn sắt đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, thì bao lâu thì nữa thì mình sẽ đổ bê tông phần này ạ? Sáng mai đổ bê tông. Sáng mai. Nếu trong quá trình đổ bê tông, nếu thời tiết diễn ra thuận lợi thì bao lâu thì bê tông của mình sẽ khô anh nhỉ? Khoảng 2 tiếng. Dạ. Và tiếp đó thì mình sẽ thực hiện phần nào nữa anh? Sau mình đổ bê tông xong, khoảng 2 tiếng là mình tiến hành bảo dưỡng bê tông.
Dạ. À, em thấy công trình này thì bao giờ mình sẽ tiến hành phần tô trát ạ? Khoảng 3 tầng nữa. Đây còn đổ mái. À dạ vâng. Vậy thì với công trình này thì hôm nay mình đã cho bao nhiêu thợ làm việc trong công trình ạ? Khoảng 12 người. Dạ, từ 12 người. Em thấy dạo này thời tiết nó cũng khá là bất lợi cho mình, không biết là nó có ảnh hưởng gì đến công trình của mình không anh? À, cũng nói chung là cũng có ảnh hưởng, nó không có thì không đúng, có ảnh hưởng. Mưa này, nhiều lúc mưa đang làm phải chạy ra chạy vô. Dạ, dạ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công trình, quá trình làm việc của mình ha. À, thì không biết là dự kiến bao lâu nữa thì công trình này sẽ được hoàn thiện để bàn giao cho chủ đầu tư luôn ạ? Khoảng 2 tháng ạ. À, tầm 2 tháng nữa, tức là chắc là sẽ là trước Tết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, thì cảm ơn chia sẻ từ anh, là chúc anh và đội thợ của chúng ta sẽ có một ngày làm việc thật là năng suất cũng như là thực hiện đúng tiến độ bàn giao sớm chủ đầu tư nha. Rồi. Dạ. Và như vậy là ngày hôm nay Thanh Kha và Nhật An cùng với thanh tra giám sát của Mark Home đã đến ghé thăm và thanh kiểm tra công trình này. Và như chia sẻ của giám sát thi công thì là tầm cỡ 2 tháng hơn nữa thôi thì công trình này sẽ được hoàn thiện và giao chủ đầu tư. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ có một lần nữa quay trở lại đây để giới thiệu quý vị hoàn chỉnh về công trình này. Và hy vọng rằng với video ngày hôm nay thì quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về cách làm việc cũng như là chúng ta sẽ biết đó chính là đội ngũ thi công của Mark Home đã chuẩn bị như thế nào trước ngày đổ bê tông nha quý vị. Nếu quý vị nhu cầu thiết kế và thi công đừng ngần ngại liên hệ ngay hotline chúng tôi 0964458888, 0821333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe cho thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An và Thanh Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.